mai sau bọn em không học với nhau nữa, nhưng mà kỷ niệm này sẽ mãi trong tim của em, sẽ không bao giờ phai nhòa và là một kỷ niệm mà luôn in sâu ở trong tâm trí. Trong 4 năm cấp 2 thì chúng em đã cùng nhau vượt qua rất là nhiều kỳ thi và luôn cố gắng trong học tập. Sau này chúng em không được học cùng nhau nữa thì vẫn luôn cố gắng và phát huy được những điểm mạnh đó và sẽ mãi là những người bạn của nhau. Em hy vọng là bọn em sẽ vẫn gặp nhau, chơi với nhau và học cùng với nhau. Tuy nhiên sẽ vẫn có một số bạn học khác khối và bọn em sẽ ít gặp nhau hơn. Nhưng chúng em sẽ luôn mãi mãi là những người bạn tốt của nhau. Đối với mỗi chúng em thì 4 năm học cấp 2 đều là những kỷ niệm rất là khó quên, đều rất là đáng nhớ. Vì vậy nên là mong rằng sau này khi mà dù chúng ta sẽ bước trên những con đường mới nhưng mà cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chúc cho tập thể lớp 9A sẽ cùng nhau đỗ cấp 3. Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi, tạm biệt nơi quan xa tôi vẫn hay ngồi. Sau bên tôi mãi không rời, mặc nắng gắt hay mưa ngầu.